Bạn nào yêu thích phong cách tiểu thư nhẹ nhàng phải xem hết video này đi nhá. Đầu tiên là set màu hồng siêu xinh này có chất liệu là tóc da. Màu hồng ở ngoài vô cùng đẹp và sang, không hề bị kén da nhá. Set được may hai lớp dày dặn, đính khuy chắc chắn và sáng. Chân váy thiết kế dập ly khá là xinh và có quần bên trong, đằng sau là khóa nhà mấy bà. Trời ơi, set đồ gì mà sang xịn mịn quá không? Mấy bà mặc đi chơi đi ăn cưới siêu hợp luôn, trông vừa tiểu thư lại thanh lịch nữa. Màu hồng vừa xinh lại không hề kén da, mặc vào chỉ có xinh hơn thôi. Mà mấy bà nên chọn chỗ uy tín mà mua nhá, chúng tôi thấy nhiều chỗ may nhái lại lắm rồi. Cuối cùng là một em sơ mi điệu đà tiểu thư nha, và nào bánh bèo chú phải múc ngay đi nhá. Em này được thiết kế điểm nhấn bèo viền tỉ mỉ trước ngực và gắn nơ xinh xinh như thế này. Áo có chất liệu tơ mềm mà khá thoải mái và quan trọng là không hề bị nhăn nên mấy bà khỏi lo mất công ủi đồ trước khi đi chơi nhá. Tôi mix cùng một em chân váy đen trông hơi nhăn, mấy bà bỏ qua nhá, nên chỉ tập trung vào áo thôi nha. Mấy bà có thể mix cùng quần jean hoặc chân váy xòe, tha hồ mix đồ luôn. Nhìn chung hai set đồ hôm nay tôi đều ưng ý, mấy bà muốn tôi làm về phong cách nào thì comment bên dưới nhá. Giờ thì bye bye mọi người.